Câu 48. Câu này thì mức độ của nó sẽ dễ hơn câu 47 rất là nhiều. Nó xoay quanh cái việc đó là cho một cái khối nón, rồi nhiệm vụ của mình á là đi tính khoảng cách từ tâm cho đến mặt phẳng tiếp diện hoặc là ngược lại. Nó cho khoảng cách rồi và nó bảo mình đi tính thể tích. Thì nó xoay quanh hai cái nội dung nhỏ đó thôi. Rồi bắt đầu mình vẽ hình làm bài. Cho khối nón có định S, chiều cao bằng 8, thể tích bằng 800 pi phần 3, lấy A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy, tính khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng SAB. Rồi, bây giờ cô sẽ bắt đầu vẽ hình. À. Chưa. Đầu tiên là cô sẽ vẽ cái đường tròn đáy, sau đó là cô lấy cái tâm O. Đây là tâm O nè. Cô dựng thẳng đứng lên thì cô sẽ được định S. Đó, đây là định S ha. Rồi sau đó cô hạ xuống hai cái cạnh hai bên, hai cái đường sinh thì cô sẽ được một cái hình nón. Tuy nhiên cái hình này nó sẽ có một cái nhược điểm nhỏ như sau. Thông thường á, bạn vẽ thì nửa cái đường tròn đáy ở mặt trong này sẽ là nét đất. Tuy nhiên nếu mà cô vẽ tay á, thì nó sẽ không có đẹp. Nên cô vẽ bằng cái lệnh có sẵn ở trên cái phần mềm. Thì các bạn cũng chấp nhận cái chỗ này giùm cô ha. Tuy nhiên thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến bài của mình lắm. Chưa? Rồi, tiếp tục thì cô sẽ lấy hai điểm A và B. A và B. Thì hai cái điểm này có khoảng cách là 12, phải nối nó lại. Nối nó lại. Và đề yêu cầu mình là tính khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng SAB nên cô nối luôn cả mặt SAB luôn. Nối luôn cả mặt SAB. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ký hiệu các cái số liệu đề cho ha. Thứ nhất, chiều cao là bằng 8 nè. Thứ hai nè, thể tích là bằng 800 pi phần 3 nè. Rồi, AB khoảng cách bằng 12 nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tính khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng SAB. Đây là bài đầu tiên của cái dạng này, do đó cô sẽ nhắc lại kỹ ở cái phần khoảng cách một chút xíu để cho các bạn nhớ lại. Bạn nào mà nhớ rồi á, thì mình có thể bỏ qua, mình không nghe nữa. Còn bạn nào chưa nhớ thì mình tập trung ha. Thì đây là một cái bài toán liên quan đến khoảng cách từ điểm đến mặt. Và muốn tìm khoảng cách từ điểm đến mặt, cô sẽ nhét vào cái cột bên phải nha các bạn. Muốn tìm khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SAB thì ta phải đi vẽ. Vẽ một cái, cũng phải là vẽ mà đi tìm. Dựng làm sao đó cho ra được OH vuông góc với mặt phẳng SAB. Thì mình sẽ dựng như thế nào? Bây giờ cô cho một cái hình chóp đi. Nói về cái từ hình chóp thì các bạn thấy nó thân thiện hơn. Tại vì các bạn học cái này nhiều rồi. Cho một cái hình chóp. Rồi. Hình chóp này là hình chóp. Cô nối cái đường này lại nè. Hình chóp này là hình chóp S O A B. Thì hình chóp này có SO vuông góc với đáy bạn nha, SO vuông góc với đáy. Thì bây giờ mình sẽ vẽ khoảng cách từ O đến mặt SAB bằng cách như sau. Bước thứ nhất, từ O chúng ta sẽ dựng đường vuông góc với lại mặt. Dựng đường vuông góc từ O cho đến cạnh đối diện nằm trong đáy là đây. Rồi được chưa? Thì cái điểm này cô sẽ gọi là OK đi. OK vuông góc với này. Tiếp theo, từ S mình sẽ dựng đẩy thẳng lên trên đỉnh xin lỗi, từ điểm K mình sẽ đẩy thẳng lên trên đỉnh S. Rồi. Và bắt tiếp tục bước cuối cùng đó là từ O chúng ta sẽ kẻ vuông góc qua SK. Được chưa? Rồi, thì cái quy tắc vẽ này cô gọi nó là quy tắc vẽ ba nét. Vẽ ba nét. Nét số 1 là OK. Nét số 2 là SK và nét số 3 là OH.
Đây, bạn ấy nó đi như thế này. Đi qua. Đi lên. 1, 2 và 3. Được chưa bạn? Rồi bây giờ cô chỉ đi chứng minh cho các bạn là tại sao OH nó lại vuông góc với mặt SAB. Thì để chứng minh được OH vuông góc với mặt SAB, đầu tiên chúng ta sẽ đi chứng minh AB vuông góc với mặt SOK. Ta có AB vuông góc với lại OK mình vừa vẽ xong. AB chắc chắn sẽ vuông góc với SA bởi vì giả thiết cho SA vuông góc với đáy. Vậy thì hoàn toàn suy ra được là AB sẽ vuông góc với mặt SO. Xin lỗi, chỗ này là SO nha bạn. SOK. Mà AB vuông góc với mặt SOK thì sẽ suy ra được AB sẽ vuông góc với đường OH. Ngoài ra chúng ta còn lại có SK vuông góc với OH vừa vẽ xong. Vẽ. Vậy thì sẽ suy ra được là OK, OH sẽ vuông góc với mặt S. S gì đây? AB. OH vuông góc với mặt SAB. Mà OH vuông góc với mặt SAB thì khoảng cách từ O đến mặt SAB chính là bằng đoạn OH. Được chưa? Rồi, đây là cái phần khoảng cách dễ nhất trong cái trường hợp là khoảng cách từ O đến mặt phẳng SAB. Với điều kiện này đã có SO vuông góc ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ quay qua cái bài toán hình nón của mình. Thì ở đây cũng nó cũng sẽ vẽ tương tự, chúng ta sẽ vẽ ba nét. Nét đầu tiên mình sẽ kẻ từ O đến cạnh đối diện là cạnh AB. Rồi, sau đó từ đây chúng ta sẽ đẩy lên đỉnh S là nét số 2. Rồi. Và từ O sẽ vẽ đường vuông góc với lại cái đoạn vừa rồi. Cô sẽ ghi đỉnh vào đây ha. Thì điểm này sẽ là điểm K. OK vuông góc. Và điểm này sẽ là điểm OH vuông góc. Rồi. Bắt đầu là làm của mình. Cái này là nháp nha các bạn. Cái này là nháp. Rồi, trình bày như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ kẻ OK vuông góc với lại AB tại K. Tiếp theo kẻ OH vuông góc với lại SK tại H. Vậy thì hoàn toàn suy ra được khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng SAB. À thôi, cô suy ra vuông góc trước cái đã. Suy ra vuông góc trước. Rồi mình hẳn suy ra khoảng cách. Suy ra OH vuông góc với mặt SAB. Mà OH vuông góc với mặt SAB thì sẽ suy ra được khoảng cách từ O đến mặt phẳng SAB là bằng OH. Rồi, xong 50% bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đi tính. Thế thì để tính độ dài của một cái đoạn thì bước đầu không phải bước đầu tiên mà là chúng ta sẽ quy nó về trong một cái tam giác vuông. Thì ở đây OH sẽ nằm trong tam giác vuông SOK. Do đó mình sẽ đi tính thông số của các cạnh trong tam giác này. Thì bây giờ quay trở lại trên bài. Ta có là thể tích bằng 800 pi phần 3. Thể tích bằng gì? Ta có theo công thức nha, thì V nó sẽ bằng 1 phần 3 pi R bình H. Mà V đề cho là 800 pi phần 3. Bên này ráp vô. Pi R bình nhân với H là nhân với 8. Vậy thì suy ra là R bình bằng 100, R bình bằng 100 thì R bằng 10. Rồi bây giờ cô sẽ ký hiệu các cái số lên trên hình. Cô sẽ viết bằng bút đỏ không? Thì cái đoạn OB của mình, cái đoạn OB của mình chính là đoạn bán kính phải không các bạn? Mà bán kính đó là mình vừa vẽ được đó là bằng, mình vừa tính được là bằng 10. Rồi, ok. Vừa tính được là bằng 10. Rồi, đề cho đoạn AB bằng 12, vậy thì đoạn KB sẽ bằng 6. Được chưa? Tam giác OKB vuông tại K. Tính tiếp. Tam giác OKB vuông tại K. Thì suy ra OK sẽ bằng căn bậc 2 của OB bình trừ KB bình
Tuy nhiên nếu bạn nào để ý thì bạn sẽ thấy nè, tam giác này là tam giác vuông, có một cạnh góc vuông bằng 6, cạnh huyền bằng 10 thì cạnh góc vuông còn lại chắc chắn là sẽ bằng 8. Tại vì mình có tỷ lệ vàng là 3 3 4 5 á. Vậy thì nó sẽ nhân đôi lên là sẽ là 6 8 10. Còn bạn thế số vô bạn tính thì chắc chắn nó cũng sẽ ra thôi. Rồi, vậy thì chúng ta vừa tính được là cạnh OK bằng 8. OK bằng 8 thì bây giờ bạn nhìn nè. Cái tam giác vuông SOK vuông tại O mà có OS bằng OK và bằng 8 thì có phải là tam giác này là tam giác vuông cân không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có hai cách làm. Cách số 1 là cái cách áp dụng được với mọi tam giác vuông, đó là ta có cái gì? Tam giác SOK vuông tại O có đường cao OH thì mình sẽ có công thức là 1 phần cao bình sẽ bằng 1 phần vuông bình cộng 1 phần vuông bình. 1 phần cao bình sẽ bằng 1 phần vuông bình cộng 1 phần vuông bình. Rồi bạn thế số vô. Cách thứ hai là nó dành cho cái phần đặc biệt là bài này của mình có tam giác SOK. Ngoài vuông mà nó còn cân nữa. Thầy thì suy ra đường cao chính là đường trung tuyến đúng không? Mà đường này thì sẽ bằng 1 phần 2 lần cạnh huyền. Mà cạnh huyền của tam giác vuông cân á thì sẽ bằng là cạnh nhân căn 2, cạnh ở đây là cạnh 8. Vậy thì sẽ ra là 4 căn 2. Được chưa? Vậy đáp án của mình sẽ là câu C. 48.1. Cho khối nón có đỉnh S, các khối nón bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh của khối nó tạo thành thiết diện là tam giác SAB, biết khoảng cách từ tâm đến thiết diện là bằng 2, AB bằng 12, bán kính là 10, tính chiều cao. Rồi. Bài này nó cũng liên quan đến thiết diện là một cái tam giác SAB. Thì cách thức nó nói á, cái cách mà nó ra lời của cái đề á, nó khác nhau thôi, nhưng mà có thể hình vẽ của nó sẽ nó giống nhau. Rồi cô các bạn cùng vẽ hình nha. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ vẽ cái tâm cái đường tròn đáy. Sau đó lấy cái tâm của đáy. Từ tâm của đáy chúng ta dựng thẳng đứng lên. Thì sẽ được đỉnh S. Có đỉnh S rồi, nối hai cái đường sinh hai bên lại thì tạo thành một cái hình khối nón. Dễ hơn các bạn ha. Rồi, đây là hình nón đỉnh S và đáy là tâm O. Các khối nón bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh. Đi qua đỉnh có nghĩa là mặt này đi qua S. Tạo thành thiết diện là một tam giác SAB. Rồi, mình cũng vẽ bình thường thôi. Tam giác này là cắt đại xuống. Cắt đại xuống thì nó sẽ được cái một cái tam giác. Vậy thì tam giác SAB thì đáy của mình sẽ chứa điểm A. Hay nói cách khác là A và B sẽ nằm trên đường tròn đáy đó mấy bạn. Rồi A và B sẽ nằm trên đường tròn đáy. A và B phải nằm trên đường tròn đáy. Đây là A nè. Và đây là B nè. Rồi, tiếp tục ký hiệu các thông số như sau. Khoảng cách từ tâm O đến thiết diện là bằng 2. Khoảng cách từ tâm đến thiết diện. Vậy thì bây giờ chúng ta phải vẽ được cái đoạn vuông góc đó. Đúng không? Bán S từ O kẻ vuông góc về AB. Sau đó đẩy thẳng lên trên đỉnh S. Rồi, kẻ vuông góc qua cái đỉnh vừa làm. Mình viết nha. Màu đỏ nha. Rồi, O này là OK nè. Rồi, OH sẽ vuông góc với lại SK nè. Rồi. Thì cái khoảng cách của nó bằng 2 nghĩa là đoạn OH bằng 2. Đó. AB là bằng 12, AB bằng 12 vậy cô ghi KB là bằng 6 thôi. Kiểu như chút nữa mình cũng chỉ sai KB thôi. Bán kính đường tròn đáy là bằng 10. Đường tròn đáy ở đây cô sẽ chọn là OB bởi vì OB nó nằm ở phía ngoài mình dễ làm việc ha. Rồi, đoạn này bằng 10. 10. Tính chiều cao H của khối nón. Rồi. Rồi, như vậy. Rồi thì đơn giản. Bây giờ trước mắt là bạn phải trình bày được cái phần bạn vẽ. Rồi,
Chúng ta sẽ ghi như sau. Đầu tiên kẻ OK vuông góc với AB tại K. Tại K. Tiếp theo là kẻ OH vuông góc với lại SK tại H. Vậy thì suy ra khoảng cách từ tâm O đến mặt SAB sẽ bằng đoạn OH và đề cho là bằng 2. Rồi, theo đề thì ta có là AB bằng 12. Thì suy ra KB sẽ bằng 6. Được chưa? R sẽ bằng đoạn OB và bằng 10. Rồi cô ghi kỹ như vậy luôn. Rồi. Bây giờ quay trở lại là mình sẽ đi tính ai? Mình đi tính SO. Và SO đang nằm trong tam giác vuông nào? SO đang nằm trong tam giác vuông SOK. Tam giác vuông SOK. Tam giác SOK vuông tại O. Cần tính SO. Có OH rồi. OH là đường cao rồi. Vậy thì bây giờ cái công thức nào mà liên quan đến cạnh góc vuông và đường cao đây? Thì chỉ có một công thức, đó là 1 phần cao bình bằng 1 phần vuông bình cộng 1 phần vuông bình thôi. Nghĩa là 1 phần SO bình sẽ bằng 1 phần O... Xin lỗi, cao bình là OH bình nhé. SO bình cộng 1 phần OK bình. Vậy thì bây giờ để tính được SO chúng ta phải đi tính OK. Tính OK sẽ dựa vào trong tam giác vuông OKB. Rồi bắt đầu làm bài nha. Xét tam giác OKB vuông tại K. Ta có cái gì đây? Ta có OK bình sẽ bằng OB bình trừ KB bình là bằng 100 trừ 36 là bằng 64. Suy ra là OK sẽ bằng 8. Các bạn thấy tỷ lệ 6, 8, 10 chưa? Rồi cô sẽ điền lên đây là số 8 nè. Tiếp tục xét tam giác SOK vuông tại O, đường cao OH. Ta có cái gì đây? Ta có 1 phần OH bình sẽ bằng 1 phần SO bình cộng 1 phần OK bình. Rồi, 1 phần cao bình bằng 1 phần vuông bình cộng 1 phần vuông bình đó. Rồi giờ sẽ số vô. OH là bằng 2. SO đang tính OK là bằng 8. Vậy thì suy ra 1 phần SO bình sẽ bằng 1 phần 4 trừ 1 phần 64. 1 phần 4 trừ 1 phần 64. Bạn lấy máy tính bạn bấm thử coi. Cô với các bạn cùng bấm ở trên màn hình luôn ha. 1 phần 4 trừ 1 phần 64 bằng nhiêu đây? 1 phần 4 4 trừ 1 phần 64 15 phần 64 15 phần 64 15 phần 64 thì suy ra SO bình sẽ bằng là 64 phần 15. Mà 60 phần 15 lấy căn ra 8. Căn của 64 phần 15. Lấy căn cho 8 căn 15 phần 15. 8 căn 15 phần 15. Có đáp án không? 8 căn 15 phần 15. Rồi, đáp án là câu A. Rồi, các bạn thấy dễ chưa? Rất là dễ. Quan trọng là mình chỉ cần biết cách vẽ khoảng cách là ok. Rồi, chuyển câu 47.2. Câu 47.2. Cho hình nón có đỉnh S có đáy là đường tròn tâm O, bán kính trên đường tròn đáy là 2 điểm AB, sao cho tam giác OAB vuông. Diện tích tam giác SAB bằng thể tích của nón đã cho. Rồi ok. Tiếp tục vẽ hình. Bài nào cũng vẽ giống nhau hả? Vẽ cái đấy.
rồi lấy cái tâm, cô nhắc đi nhắc lại biết nha. Như xây một cái nhà vậy đó, xây nhà ta vẽ cái xây nhà thì người ta xây cái móng trước, rồi ta dựng cột, rồi người ta mới xây cái tường, chứ không ai mà từ trên nóc mà xây xuống hết đó. Rồi nối hai cái đường sinh hai bên lại, đây một hai, thì cái này lúc này cái đường hình của mình nó rất là cân luôn, nó không có bị lệch bị méo gì hết. Rồi S ấy là tâm O, bán kính R bằng 2A, tính là cái hiệu sau lấy AB sao cho tam giác. Rồi đây A đi. Các bạn biết sao không? Mình có thể lấy AB ở rất nhiều chỗ, chỗ nào cũng được. Nhưng mà cái thế hình này là cái thế hình mà bạn dễ nhìn, dễ tưởng tượng nhất. Nên cô sẽ ưu tiên lúc nào cũng vẽ AB ở bên hướng này hết á, để cho mình dễ làm, chứ không có vấn đề gì. Ai thích vẽ nó qua bên trái cũng được, ai thích vẽ nó nằm ngang, nằm chéo gì đó, muốn vẽ sao vẽ, vẽ làm sao mà làm bà được là được. Rồi ký hiệu tam giác OAB vuông, thì bạn biết nè, tam giác OAB là tam giác cân tại O, bởi vì OA và OB nó đều là bán kính. À, cứ nói bán kính của ký hiệu 2L lên đây luôn ha. Thì chắc chắn nó vuông, nó sẽ vuông ở O rồi, nó vuông ở đâu khác đâu. Diện tích tam giác SAB bằng 4A bình căn 2. Rồi bây giờ nối tam giác SAB lại, nối tam giác SAB lại. SA khúc thì vẽ nét đứt, SB thấy thì vẽ nét liền. Rồi bạn tưởng tượng được cái hình chưa? Thì cái tam giác này có diện tích tam giác SAB thì sẽ bằng là 4A bình căn 2. Rồi tính khối nón. Thể tích khối nón bằng gì? Thể tích khối nón là bằng 1 phần 3 pi R bình H. H chưa có bán kính. Có rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm SO. Thì ở đây người ta cho mình diện tích tam giác ABC, nên mình sẽ đi khai thác thử là diện tích tam giác ABC sẽ tính như thế, à, xin lỗi, diện tích tam giác SAB thì bằng cái gì. Bây giờ bạn quan sát tam giác SAB thì có SA và SB là hai đường sinh, mà đường sinh thì nó sẽ bằng nhau. Do đó tam giác này sẽ là tam giác cân tại S. Tam giác SAB sẽ cân tại S. Cân tại S. Do đó khi cô gọi một cái M là trung điểm của AB thì ta sẽ được là OM vuông góc với lại. Nên suy ra OM. OM sẽ vuông góc với AB. Với điều kiện là M là trung điểm của AB ha. Là trung điểm của AB. Rồi ok chưa? OM vuông góc với AB. Rồi AB thì cũng vuông góc với lại SO. Nên từ đây ta sẽ suy ra được nào. Tam giác SOM mà nó vuông với hai đường rồi thì nó sẽ vuông với đường còn lại luôn. Đó là đường SM. Rồi, nối SM lại. Đấy, chưa? Thì nó sẽ vuông ở đây, vuông ở đây. Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được cái gì đây? Suy ra được diện tích tam giác SAB sẽ bằng 1 phần 2 lần SM nhân với lại AB. Rồi, suy ra được cái gì đây? Diện tích tam giác ở trên đề cho mình là 4A bình căn 2, 4A bình căn 2. Rồi. 1 phần 2 SM. SM chưa có viết lại. Nhân với AB, à AB cũng chưa có luôn. Vậy thì bây giờ cô sẽ đi tính AB nha. Tính AB chắc có lẽ là cô sẽ tính trên này đi ha. Nãy mình quên tính AB. Muốn tính AB chúng ta sẽ đi tính tính cái gì đây? À, AB. AB nó có một cái hay như thế này các bạn. Đề nó cho là tam giác này là tam giác vuông nè. Thì vuông ở đây kèm thêm cân nữa. OA bằng OB nữa. Vậy thì AB có phải là sẽ bằng cạnh OB nhân với căn 2 không?
vì tam giác OAB vuông cân tại O. Trong một tam giác vuông cân, cạnh huyền sẽ bằng cạnh góc vuông nhân với căn 2. Được chưa? Rồi, và chỗ này cô viết lại là bằng 1 phần 2 lần S M nha. Ghi liệu rồi đó. M M 1 phần 2 lần SM nhân với lại OB là 2A căn 2. Rồi, chỗ này viết lại. Vậy thì bạn hoàn toàn suy ra được SM sẽ bằng là nhân chéo lên là 8, 8A bình căn 2 chia cho 2A căn 2 thì sẽ bằng là 4A. Vậy SM đó chúng ta ra được là 4A. 4A. Rồi, bây giờ tính dùng câu cái OM đi. OM. OM có phải là bằng cạnh AB chia 2 không? Đường trung tuyến với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. AB chia 2 mà AB hồi nãy á, chính là bằng OB căn 2 phần 2 nè. Là bằng 2A căn 2 phần 2. 2A căn 2 phần 2 thì sẽ bằng là A căn 2. Được chưa bạn? Rồi OM bằng A căn 2 cô viết vô luôn. A căn 2. Rồi. Tiếp tục sẽ đi tính SO dễ dàng. Thế thì bây giờ nha, SOM sẽ tính dựa vào tam giác vuông, nó là SOM. Có SM rồi, có OM rồi, tính SO. Cô tính qua đây đi. Tam giác SOM vuông tại O suy ra SO sẽ bằng căn bậc 2 của SM bình trừ OM bình. SM bình là bằng căn bậc 2 của 16A bình trừ 2A bình. OM là A căn 2 đó. Thì sẽ ra là căn 14. A căn 14. A căn 14. Rồi. Bây giờ có SO. O, SO chính là H rồi. Ha. A căn 14. Vậy thì suy ra thể tích nón sẽ bằng 1 phần 3 pi r bình h, chính là bằng 1 phần 3 pi. R ở đây là gì? R ở đây là 2a nhân h ở đây là a căn 14 thì sẽ bằng là 4a mũ 3, 4 pi a mũ 3 căn 14 phần 3. Rồi, 4 pi a mũ 3 căn 14 phần 3, đáp án là câu A. Được chưa ạ? Cũng dễ đúng không các bạn? Nói chung là bạn biết vẽ rồi, bạn thuộc công thức là bạn làm được thôi. Rồi, chuyển qua câu 48.3. 48.3. Cho hình nón đỉnh S đáy là hình tròn, rồi mặt phẳng B đi qua S cắt đường tròn theo dây cung AB, sao cho góc 90 độ B cách này. Rồi, câu này nó cũng sẽ tương tự như câu 48.2. Vẽ hình làm ha. Rồi, từ đấy dựng thẳng lên. S O A mặt phẳng đi qua đỉnh S cách đường tròn tâm O theo dây cung AB vẫn là A và B. Rồi, sao cho góc AOB bằng 90 độ. Cũng giống y chang hồi nãy luôn á. Thay vì nó nói góc AOB bằng 90 độ thì hồi nãy nó cho tam giác AOB vuông á các bạn. Thấy không? Các bạn thấy nó sẽ có một những cái cách nói khác nhau, nhưng mà mình ngầm hiểu nó là một. Rồi, mặt phẳng B, mặt phẳng B lúc này của mình chính là cái mặt phẳng SAB này. Đó, mặt phẳng B lúc này chính là mặt phẳng SAB.
Rồi. Cách ô một khoảng bằng 3 phần 2. Cách ô một khoảng bằng 3 phần 2. Vậy thì cô sẽ thuật lại như sau. Chính là khoảng cách từ ô đến mặt SAB sẽ bằng là A phần 2. Vậy thì mình cũng sẽ đi vẽ thôi không? Chắc là đến với cái bài này cái bút vẽ cô sẽ không ghi lại nữa nha mấy bạn. Ghi không? Các ai còn mông lung không? Ba nét. Một. Phải lên đỉnh. Hai. Phải qua. Ba. Rồi. Qua đây là OK. Về OH. Vuông góc. Vuông góc. Rồi, thôi cô vẫn cứ ghi nha. Ghi. Ghi đến các bao giờ mà các bạn chán rồi thì thôi. Kẻ OK vuông góc với lại AB tại K. OH vuông góc với SK tại H. Suy ra OH vuông góc với lại mặt SAB. Rồi. Suy ra khoảng cách từ O đến mặt phẳng SAB sẽ là bằng OH và bằng A phần 2. Rồi ký hiệu lên luôn. Bây giờ mình bắt đầu sẽ đi ký hiệu các cái số ha. A phần 2 đen đi, đỏ với nó chìm. Rồi, bây giờ tính cái gì đây? À, cái tam giác ở dưới này là tam giác vuông nữa nha. Vuông thì khác gì vuông cân đâu. Rồi, hết rồi. Tính thể tích của khối nón. Thì bài này chiều cao có chưa? Chiều cao có rồi, SO có rồi. Vậy thì bây giờ thiếu cái bán kính thôi. Bán kính của mình là OP. Rồi, bán kính của mình là OP. Cô vẽ ra cái sườn này ha. Muốn tính nón thì phải đi tính được OP là bằng R đó. Mà muốn tính OP thì phải dựa vào tam giác OHK. OHK, OHK. OHK thì phải đi tính một đoạn OH, OK chứ. Có OK rồi thì sẽ đi tính AOB bằng cách nào? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình làm đi. Rồi bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tính OH. Dựa vào tam giác vuông SOK có đường KOH không? Rồi cô sẽ ghi nhanh cái đoạn này nè, không ghi dài dòng như các bài trước nữa bởi vì bạn hiểu rồi. SOK vuông tại O. Đường cao OH được chưa? Vậy thì mình sẽ được là 1 phần OH bình sẽ bằng 1 phần SO bình cộng 1 phần OK bình. Thế vô. 1 phần OH bình là 1 phần A phần 2 bình cộng 1 phần SO là 1 phần A bình cộng 1 phần OK bình. Rồi bạn lấy máy tính bạn bấm nhanh nha. Thì bạn sẽ ra được là OK sẽ bằng. Rồi cô sẽ bấm như sau. Căn bậc 2 của. Rồi đầu tiên là ta bấm 1 phần 1 chia 2 bình trừ 1 bằng 1 phần OK bình mà bằng 3 thì suy ra là OK bình sẽ là bằng 1 phần 3. 1 phần 3 sau đó lấy căn ra là bằng A căn 3 phần 3. Có OK bằng A căn 3 phần 3 rồi thì mình sẽ làm tiếp như sau. Bây giờ bạn thấy á, cái OB á, và KB bây giờ cũng muốn làm trong cái tam giác OKB. Nhưng mà cái tam giác này là tam giác vuông tại K anh nha. Nó chỉ mới biết có một cái cạnh duy nhất là cạnh OK thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm sao để làm đây? Tuy nhiên nó có một cái dữ kiện đó là tam giác OAB là một tam giác vuông cân tại O. Do đó, cái cạnh AB và cạnh OB có mối liên hệ với nhau. Vậy thì trước mắt cô sẽ đặt là OAB đi. Vuông cân vuông. Ta có tam giác OAB nè. Vuông và cân luôn tại O. Thì bây giờ ví dụ như cô đặt OB bằng 2x. Đặt OB bằng 2x
2x nha. Thì suy ra OB bằng 2x thì AB, AB là cạnh huyền của tam giác vuông cân thì sẽ bằng cạnh nhân với căn 2. Thì suy ra AB sẽ bằng 2x nhân với căn 2. Vậy thì suy ra cái KB á, nó sẽ bằng 1 phần 2 lần AB. Vậy thì nó sẽ bằng là x căn 2. Được chưa? Vậy thì hai cái cạnh còn lại của mình đều biểu diễn theo chiều x hết. Vậy thì mình sẽ làm sao đây? Cô viết qua bên này nha. Cô viết qua đây đi. Tam giác OKB vuông tại K ta có. Tam giác OKB vuông tại K ta có OK bình thì sẽ bằng OB bình trừ KB bình. Suy ra OK bình đề nãy mình tính ở trên là A căn 3 phần 3. Vậy bình phương lên sẽ là A bình phần 3 sẽ bằng OB bình. OB bình là 4X bình trừ KB bình. Ở đây bạn nào không muốn đặt theo chữ X, bạn làm theo OB luôn cũng được. KB bình, KB bình là 2X bình, là bằng 2X bình. Vậy thì suy ra X sẽ bằng X bình đi, X bình sẽ bằng là A bình chia 6. Vậy thì suy ra X sẽ bằng là A căn 6 phần 6. A căn 6 phần 6. Vậy thì suy ra cái OB của mình á là bằng 2X thì sẽ bằng là A căn 6 phần 3. Và cái đoạn này chính là bằng R. Vậy thì R có rồi, H có rồi, chúng ta sẽ đi tính được thể tích khối nón ha. Vậy thể tích khối nón sẽ bằng 1 phần 3 BR bình H. Thế số vô nha, 1 phần 3 BR bình là A căn 6 phần 3 tất cả bình đó, nhân H. H ở đây là A. A. Vậy thì nó sẽ là B. A mũ 3 nè. Nhân với 6 phần 9. 6 chia 3 là còn 2. 2 phần 9. 2 phần 9 B A mũ 3. 2 phần 9 B A mũ 3. Đáp án là câu B. Rồi được chưa? Đó là câu 48.3. 48.4 là một câu liên quan đến hình trụ. Rồi bây giờ cô sẽ đọc đề đến đâu, vẽ đến đó cho nó nhanh nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vẽ đường tròn đấy. Rồi mình sẽ gom cái phần ở trong để nó tạo được những cái nét đứt nha. Rồi, cô vẽ lại chỗ này xíu. Tiếp tục, mình sẽ vẽ hai cái đường sinh, hai cái đường sinh hai bên, gọi là đường cao đó. Đường thẳng đứng lên, thẳng đứng lên đồng nghĩa với việc vuông góc phải bằng ha. Đây đây, hơi méo. Rồi, bên này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ vẽ đường tròn đấy. Nè, thì đây chính là cái hình trụ của mình. Rồi bắt đầu ký hiệu đáy. Đường tròn đáy sẽ là tâm O. Rồi đường tròn trên này sẽ là tâm O phải. O phải. Bán kính bằng A, chiều cao hình trụ là bằng 2A. Đất chứ. Rồi, sẽ nối cái chiều cao này lại. Vậy thì ở đây bạn muốn ký hiệu ở đâu bằng 2A cũng được hết á. Rồi, thậm chí bán kính bằng ký hiệu luôn cũng được. Rồi, ở đây cô sẽ ghi là 2A, chiều cao ở đây là 2A nha. Mặt phẳng đi qua trung điểm Y. Trung điểm Y, vậy bây giờ gọi đây là trung điểm Y. Cắt đường tròn đáy tại hai điểm A và B. A và B. Rồi, nét đất nối A và B lại. Nối Y xuống. Nối Y qua. Rồi ok.
Vậy thì ở đây lúc này ta sẽ được bán kính là OB ha. Cô thích dùng OB bởi vì OB nó nằm ở ngoài, nó thoáng á các bạn. Dễ làm. Vậy thì cái đoạn Y là trung điểm, Y là trung điểm, vậy thì IO sẽ bằng A luôn, viết vô đây luôn, được chưa? Rồi tiếp tục. Góc giữa mặt phẳng B, bây giờ mình gọi Y là trung điểm nha. Gọi Y là trung điểm của OO phải. Thì suy ra mặt phẳng B của mình chính là mặt Y A B. Rồi. Suy ra góc giữa mặt phẳng Y A B với lại đường thẳng OO phải. À không, ghi lại cái đề luôn đi. Ghi lại cái đề luôn. Rồi. Góc giữa mặt phẳng B và OO phải lúc này chính là góc giữa IO và mặt phẳng IAB. Thì ở đây nó chung nhau điểm Y rồi, bây giờ mình sẽ cần tìm Y gì vuông góc với mặt xin lỗi, O gì vuông góc với mặt IAB thôi. Thì tương tự chúng ta cũng sẽ vẽ ba nét ha. Đầu tiên sẽ kẻ đường, vuông góc với lại AB. Rồi sau đó đẩy lên S, đẩy lên Y. Rồi kẻ vuông góc qua. Được chưa? Đây là K nè. Rồi, đây là H nè. Mình ghi xuống đây. Kẻ. Kẻ OK vuông góc với lại AB. Rồi OH vuông góc với lại IK. Vậy thì suy ra là OH sẽ vuông góc với mặt IAB. Mà OH vuông góc với mặt IAB thì sẽ suy ra khoảng cách. À không, không phải, xin lỗi. Bài này chúng ta sẽ làm góc ha. Không có làm khoảng cách. Suy ra góc giữa IO và mặt IAB, góc giữa đường và mặt là góc giữa đường và hình chiếu. Vậy thì đường ở đây chính là đường IH và IO. IH là hình chiếu, IO là đường mang đầu. Thì nó chính là góc HIO. HIO, góc này nè mấy bạn. Đó, góc này nè. Vậy góc này đề cho là 30 độ. 30 độ. Rồi, bây giờ quay lại dữ kiện là mình tính cái gì? Tính khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng B. Khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng B. Rồi. Ta có OH. OH vuông góc với mặt phẳng IAB đúng không? Nên khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng B này chính là bằng đoạn IH luôn. Đúng chưa? Vậy thì ngay chỗ này cô sẽ ghi lại là ta có OH vuông góc với mặt IAB chứng minh trên. Chứng minh trên. Suy ra khoảng cách từ O đến mặt phẳng IAB chính là bằng đoạn OH. Vậy thì bây giờ làm sao để tính OH? Rất là dễ. Mình có góc 30 độ. Mình có cái IO rồi, giống như là trên hình cô đã ký hiệu rồi. Và mình yêu cầu tính OH. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào tam giác vuông IOH. Rồi cô ghi vào đây nha. Tam giác IOH vuông tại H. Thì suy ra, bây giờ bạn nhìn là OH là bạn cần, là cái cạnh bạn cần tính. Thì nó là cạnh đối so với góc 30 độ. IO là cạnh huyền, đối với huyền thì bạn sẽ xài sin. Sin của góc 30 độ sẽ bằng đối là OH chia cho huyền là IO. Vậy thì suy ra OH sẽ bằng sin 30 độ nhân cho IO là nhân cho A sẽ bằng A chia 2. Hết. Xong. Vậy khoảng cách của mình là câu D. Đó là câu 48. Vậy thì bạn thấy á, là mặc dù ở đây nó cho hình trụ, tuy nhiên sau khi bạn vẽ trung điểm Y thì nó cũng quy về cái mặt IAB giống như là bốn cái câu trước mình đã làm. Được chưa? Lạ, quy lạ về quen. 48.5 là một bài về hình nón. Rồi bây giờ bắt đầu vẽ hình nha. Người ta cho gì? Cho hình nón. Thì vẽ cái hình nón trước. Để vẽ cái hình nón mình sẽ vẽ cái đáy.
Rồi. Lấy cái gom. Gom phần trong để nó ra được nếp đất. Rồi, từ đáy lấy cái tâm. Cái tâm dựng thẳng đứng lên là được đỉnh S. Rồi, từ đây vẽ hai cái đường sinh. Thì sẽ là được một cái khối nón. Rồi, đây là đỉnh S. Đây là đỉnh O. Ơ xin lỗi, tâm O. Rồi, bây giờ cắt cái hình nón này bởi một cái mặt phẳng đi qua đỉnh. Và cách tâm một khoảng là 3A. Vậy thì bây giờ bạn biết á, cái mặt phẳng mà đi qua đỉnh cắt dọc xuống thì thiết diện của mình nó sẽ ra một cái tam giác. Và tam giác này á là tam giác, ở đây cô đặt nha. Thì tam giác này có cái đỉnh là S và hai đỉnh còn lại nó sẽ nằm ở trong đáy. Vậy thì nó sẽ mới tạo ra một cái thiết diện được. Rồi. Này. Rồi. Cô gọi tên đây là A, đây là B đây. Bắt đầu ký hiệu các cái thông số nha. Chiều cao của hình nón là 6A. Mặt phẳng đi qua đỉnh cách ô một khoảng bằng 3A. Cách ô một khoảng bằng 3A có nghĩa là khoảng cách từ ô cho đến mặt phẳng SAB là bằng 3A. Rồi diện tích của thiết diện, diện tích của thiết diện chính là diện tích của tam giác SAB cũng bằng 12 căn 11 A bình. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành vẽ khoảng cách. Khoảng cách từ điểm O chân đường vuông góc đến mặt phẳng SAB sẽ vẽ như sau, mấy nét? 3 nét nha. Đầu tiên từ O kẻ vuông góc đến cạnh đối diện trong đáy là cạnh AB. Thì ở đây á mình có nè. OB và OA là bằng nhau. Mà nó bằng nhau thì tam giác này là tam giác cân, do đó cái vuông góc này cũng chính là trung điểm của cạnh AB luôn. Rồi tí nữa cô ký hiệu ha. Sau đó từ điểm đó ta dựng thẳng lên đỉnh S là nét số 2, rồi kẻ vuông góc qua là nét số 3. Rồi bây giờ ký hiệu nào. Cô gọi Y là trung điểm thì OY sẽ vuông góc với lại AB. Rồi kẻ OH vuông góc với lại SA. Rồi bây giờ kẻ nè. Trình bày nha. Kẻ kẻ OY vuông góc với AB thì suy ra Y là trung điểm của AB. Rồi OH vuông góc với SI thì từ hai cái dữ kiện này chúng ta sẽ suy ra được là OH vuông góc với mặt SAB, thì suy ra khoảng cách từ O đến mặt SAB là bằng OH và bằng 3A. Rồi. Xong ha. Giờ ký hiệu lên 3A. Bây giờ mình cần đề yêu cầu là mình đi tính thể tích khối nón. Thể tích khối nón thì sẽ bằng cái gì? Bằng 1 phần 3 pi r bình h. 1 phần 3 pi r bình h có nghĩa là chúng ta phải đi tính được r, mà r ở đây chính là đoạn OB. Vậy thì nếu như bạn tìm làm sao đó ra được OB thì bạn sẽ ra được thể tích của khối nón. Được chưa? Rồi, bắt đầu làm bài nha. Bắt đầu đi vào tính chứ. Thì bây giờ mình có OSO rồi, mình có OH rồi thì chắc chắn mình sẽ tính được OY dựa vào cái tam giác SOY vuông tại O. Rồi. Ta có tam giác SOY vuông tại O. Rồi đường cao của nó là đường cao OH. Vậy thì công thức của nó liên quan đến là sẽ là gì? Một phần cao bình sẽ bằng một phần vuông bình cộng một phần vuông bình. Vậy thì suy ra một phần OY bình sẽ là bằng một phần OH bình là một phần 9A bình trừ một phần 36A bình. Bạn bấm máy tính thì nó sẽ ra được là một phần 12A bình. Vậy thì suy ra OY bình
sẽ bằng 12 a bình, vậy thì suy ra OI sẽ bằng là 2 a căn 3. Được chưa? Có OI rồi thì bây giờ làm sao để ta tính được OB? Nãy giờ mình mới dùng có một cái dữ kiện của giả thiết thôi, đó là khoảng cách thôi, và mình chưa dùng tới diện tích. Vậy thì bây giờ sử dụng cái diện tích này ở đâu? Diện tích tam giác SAB, diện tích tam giác SAB là sẽ bằng 1 phần 2 lần cạnh SA nhân với cạnh AB. Bởi vì sao? Bởi vì tam giác SAB là tam giác cân tại S. Do đó em Y là trung điểm thì SA nó sẽ vuông góc với AB luôn. Do đó diện tích của nó là sẽ bằng là 1 phần 2 lần SA nhân với AB. Vậy thì bây giờ phải có SA hoặc là có AB thì chúng ta mới đi tính được cạnh còn lại, đúng không? Vậy thì ở đây á, nãy giờ mình đang làm trong tam giác SOE nên chắc chắn mình sẽ đi tính được OE. Vậy thì tính, xin lỗi, tính được SI chứ. Có SI rồi chúng ta sẽ tính được AB, có AB chúng ta sẽ đi suy ra được cạnh OB. Rồi bắt đầu nha. Và bây giờ cô đi tính cạnh SI tiếp theo ha. SI thì mình có nè, mình có một cái hệ thức lượng đó là cao nhân huyền bằng vuông nhân vuông, nghĩa là OH nhân với cạnh huyền SI thì sẽ bằng SO nhân OI. Rồi lại có OH nhân với SI cao nhân huyền bằng vuông nhân vuông thì suy ra OH là bằng 3A nhân với SI, viết lại SO là 6A nhân với OI là 2A căn 3. Vậy thì suy ra SI sẽ bằng là 4A căn 3. Rồi bây giờ làm tiếp cái phần tam giác ha. Ta có diện tích tam giác SAB thì sẽ bằng là 1 phần 2 lần SI nhân với AB. Mà diện tích á, để cho là 12 căn 11, 12 căn 11 A bình sẽ bằng 1 phần 2 lần SI là 4 A căn 3 nhân cho AB. Vậy thì suy ra AB sẽ bằng cái gì? Rồi bấm máy ha. Suy ra AB bằng cái gì? Rồi 10, AB sẽ bằng là 12 nhân chéo số 2 lên là 24 căn 11 phần 4 căn 3 2 2 căn 33A. Rồi 2 căn 33A. Bây giờ bạn quay lại cái hình. Ta nếu như ta có được AB, OE là mình có rồi nha. OE là lúc nãy mình tính là được 2A căn 3 rồi đó. Để cô viết OE lên đây. OE là 2A căn 3. Bây giờ mình có AB thì mình sẽ suy ra được IB, đúng không? AB của mình là 2 căn 33. Vậy thì suy ra chỗ đây là IB sẽ bằng là A căn 33 chia 2 ra. Rồi. Rồi A căn 33 cô viết lên đây là A căn 33. A căn 33. Vậy thì có OI, có IB hoàn toàn tính được OB, đúng chưa? Rồi ghi qua đây nha. Hết bên kia hết chỗ rồi. Ta có tam giác OIB vuông tại Y. Vuông tại Y. Rồi, vậy thì suy ra OB bình sẽ bằng OI bình cộng IB bình là bằng OI bình là 2 căn 3, 2 căn 3 bình phương lên là 12 A bình. IB là A căn 33, vậy thì bình phương sẽ là 33 A bình. Vậy thì kết quả là bằng 45 A bình. Vậy thì suy ra OB là bằng căn 45. Căn 45 là 9 căn 5 á. Bấm cho bạn xem nha. Căn 45 9 nhân với 5 là 3 căn 5 chứ. Ủa. Đó, thấy không? Thấy 3 căn 5 chưa? Rồi. 3 căn 5 a. À, mà cái này chính là bằng R rồi. Đúng không? R. Vậy thì chiều cao có rồi, R có rồi, chúng ta sẽ đi tính thể tích của khối nón thôi. Vậy V nó sẽ bằng gì? Bằng 1 phần 3
pi r bình ha mần 1 phần 3 pi r, r lại đây, vậy r bình lên sẽ là 45 a bình nhân với h là nhân 6 a, 6 rút gọn với 3 là còn 2, vậy thì nó sẽ ra là 90 pi a mũ 3. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C. Rồi, câu 48.6 cho hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 3A. Rồi, bây giờ đầu tiên vẽ cái hình trụ trước đã. Đó mình dựng hai cái đường cao. Đường cao cũng chính là đường sinh đó. Bạn vẽ cái hình càng to thì bạn càng dễ làm thôi. Không có vấn đề gì cả. Rồi vẽ cái mặt đáy ở phía trên. Rồi xong. Vẽ ngồi thời gian thì mình vẽ nhanh được đúng không? Rồi. Cái hình trụ này ở đây nó sẽ không gọi tâm gì hết, thì cô sẽ tự gọi nha. Thì đáy của mình á là tâm á, thường là người ta ký hiệu là tâm O. Vậy thì bây giờ cô sẽ gọi tâm thôi. Ở dưới này là tâm. Tâm O. O, còn ở trên này là tâm O phẩy đi. O phẩy. Rồi, bây giờ nó nói gì tiếp theo đây? Chiều cao. Bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 3A. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ đi ký hiệu cái bán kính đáy. À, bán kính đáy thì dễ, để tí nữa mình vẽ cái chỗ nào hợp lý thì mình sẽ ký hiệu ha. Bây giờ mình sẽ viết là chiều cao là bằng 3A nè. Rồi, ở đây thì R cũng bằng 3A luôn. Ok. Rồi A và B là hai điểm nằm trên đường tròn đáy của hình trụ. A và B lần lượt là hai điểm nằm trên hai đường tròn đáy. Vậy thì bây giờ cô cho A nằm ở trên thì B này nó sẽ nằm ở dưới. Đúng chưa? Lần lượt nằm ở hai đáy. Biết AB bằng 5. AB bằng 5A, vậy thì nối AB lại. Rồi. Thằng này sẽ là bằng là 5A. 5A. Rồi. Tính khoảng cách từ đoạn thẳng OB đến AB đến trục. Vậy thì cô phải nối cái trục. Trục của mình chính là O phải. Rồi, vậy thì bài toán ở đây chúng nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm khoảng cách giữa OO phẩy và đường thẳng AB. Đây là một bài toán khoảng cách về hai đường thẳng chéo nhau. Vậy thì bây giờ muốn tìm khoảng cách về giữa hai đường thẳng chéo nhau, chúng ta phải đi tìm khoảng quy nó, biến đổi nó làm sao đó để đưa về khoảng cách từ điểm đến đường. Điểm đến đường hoặc là điểm đến mặt. Điểm đến đường hoặc là điểm đến mặt. Hoặc cái này là có nháp nha, điểm đến mặt. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Đến cái độ này là chắc chắn là bạn có thể là bạn làm về cái khoảng cách là ổn lắm rồi. Vậy thì bây giờ khoảng cách thì hai đường chéo nhau. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau nếu xét về lý thuyết nó chính là khoảng cách giữa đoạn vuông góc chung. Tuy nhiên ở đây để tìm cái đoạn vuông góc chung thì nó sẽ mệt. Thông thường người ta sẽ dùng cái phương pháp số 2, đó là các bạn ghi cho kỹ nha. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau bằng khoảng cách từ đường thẳng này đến mặt phẳng chứa đường thẳng kia và song song với mặt phẳng này. Vậy thì bây giờ cô sẽ đi dựng. Cô sẽ đi dựng. Dựng một cái mặt phẳng. Cô gọi đó là mặt phẳng ABC đi nha. Mặt phẳng ABC này là chứa ai? Chứa AB. Và song song với lại OO phẩy. Vậy thì bây giờ nói lại là cái bài toán làm sao để vẽ được cái mặt phẳng song song. Thì bạn biết rồi đó, một cái đường thẳng mà muốn song song với một mặt phẳng thì nó chỉ cần song song với một đường chứa trong mặt thôi.
Vậy thì từ A cô sẽ dựng một cái đoạn, đó là đoạn AC nè, dựng đường AC song song với OO phải là ok thôi. Rồi, vậy cô dựng cho bạn xem nha. Rồi đây, sổ song song. Thì ở đây OO phải của mình là trục, vậy thì các cái đường sinh chính là những cái đường mà song song với trục thôi. Thì AB nè, A nằm trên đường tròn của đáy trên, còn B nằm trên đáy dưới. Thì bạn vẽ nó song song với trục là ok. Vậy thì cái điểm này của mình chính là điểm C. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ được mặt ABC là mặt song song với lại OO phải. Được không? Vậy thì ở đây mình sẽ được là cái gì đây? Khoảng cách từ OO phải đến AB sẽ bằng khoảng cách từ OO phải đến mặt phẳng ABC. Được không? Thôi cô ghi xuống dưới đây luôn đi. Ta có OO phải song song với mặt ABC. Nên suy ra khoảng cách giữa OO phải và AB sẽ bằng khoảng cách từ OO phải đến mặt phẳng ABC. Mà khoảng cách giữa đường và mặt thì chúng ta cũng phải đưa về khoảng cách giữa điểm và mặt thôi. Chắc chắn chúng ta phải đưa khoảng cách từ điểm về mặt. Rồi, cô gom cái phần này đi nha. Cái phần này là cái phần nháp nha. Gom cho các bạn đỡ thắc mắc là cái đó có ghi vào hay không. Rồi. Thì bây giờ ở đây nè, OO phẩy thì con thấy là cái điểm O chính là chân đường vuông góc. Vậy thì chúng ta sẽ chọn nó là bằng khoảng cách từ O cho đến mặt ABC thôi. Được không? Rồi, vậy thì từ khó quy về dễ rồi đó. Bạn làm khoảng cách giữa hai đường chéo nhau mà bạn quy được về khoảng cách từ điểm chân đường vuông góc đến mặt là bạn thấy bạn khỏe đi rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ vậy thì làm sao để chúng ta vẽ được khoảng cách từ điểm O đến là ABC. Thế thì bây giờ cô lại nháp vào đây ha. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng ABC. Vậy thì vấn đề đặt ra đó là O gì vuông góc với mặt này. Khoảng cách là cái đoạn vuông góc thôi. O gì vuông góc với cái đoạn này. Thì bây giờ mình cũng sẽ vẽ O đến vuông góc đến BC ha. Thì ta có OB bằng OC, đó là chuyện hiển nhiên rồi. OB nè bằng OC nè, đó là điều chắc chắn bởi vì nó cùng là bán kính. Vậy thì ở đây O mà vuông góc với BC thì O đó chính là cái OA với Y là trung điểm của B BC. Đúng không? Vì là hai thằng này là bằng nhau nè. Nên cái Y trung điểm này nó cũng sẽ vuông góc luôn. Rồi bây giờ mình đi chứng minh thử ha. Mình đi chứng minh thử là OA có vuông góc hay không. Rồi, bây giờ ta ghi là dựng đi. Kẻ kẻ OA vuông góc với lại BC. Mà với điều kiện Y là trung điểm nha. Y là trung điểm của BC. Mình có OO phải là trục. Trục thì nó sẽ vuông góc với lại mặt đáy. Mà AC của mình là song song với trục thì AC của mình cũng sẽ song song với lại đáy. À, xin lỗi, AC sẽ vuông góc với đáy. Vậy thì một đường thẳng mà vuông góc với mặt phẳng thì đường thẳng đó sẽ vuông góc với mọi đường nằm trong mặt. Do đó AC sẽ vuông góc với OE. Hay nói ngược lại là OE vuông góc với AC. Vì AC vuông góc với mặt đáy. Hay nói cách khác, AC là đường sinh, AC là đường cao. Được không? Vậy thì ở đây chúng ta đã đủ hai ý để kết luận được là OI vuông góc với mặt ABC. Mà OI vuông góc với mặt ABC thì suy ra khoảng cách từ O đến mặt ABC. Ở đây mình vuông tại Y không? Sẽ bằng đoạn OI. Rồi, vậy thì bây giờ xong được 50% bài toán rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính OE. Làm sao để tính được OE đây? Để cho là AB là bằng 5. Đường cao là bằng 3A. Vậy thì đường cao ở đây AC cũng được tính là đường cao nên AC cũng bằng 3A luôn.
Có AC, có AB hoàn toàn tính được BC. Giờ tính trước đi. Tính trước đi rồi nói tiếp cho không mấy bạn bị rối. Rồi, chúng ta sẽ đi xếp tam giác ABC. Cô ký hiệu dấu góc vuông vô nha. Xếp tam giác ABC. ABC vuông tại C. Rồi cô qua đây cô làm nha. Xếp tam giác ABC vuông tại C. Ta có cái gì? Ta có BC bình sẽ bằng AB bình trừ cho AC bình. Thì AB bình là 25A bình trừ cho AC bình là 9A bình, vậy kết quả là bằng 16A bình. 16A bình thì suy ra BC sẽ là bằng 4A bình. Mà BC bằng 4A bình thì BI sẽ bằng là, xin lỗi, BC bằng 4A thôi thì BI sẽ bằng 2A. Rồi, BI bằng 2A. Còn một cái dữ kiện mà mình chưa tính nữa, giờ chưa ghi lên nữa, đó là bán kính của mình là bằng 3 này. Vậy thì OB sẽ bằng 3A. Có OB, có IB hoàn toàn tính được OI dựa vào tam giác OIB vuông tại I. Tam giác OIB vuông tại I. À, xin lỗi, à đúng rồi, vuông tại I. Thì ta có OI bình sẽ bằng OB bình trừ IB bình. OB bình là bằng 9A bình, IB bình là 4A bình, kết quả ra 5A bình. Vậy thì suy ra OI sẽ bằng A căn 5. Chốt Chốt lại là vậy khoảng cách giữa OO phải và AB sẽ bằng A căn 5. Rồi, vậy đáp án ở đây của mình là câu C. Thì trên đây là một cái bài 48 mẫu và 6 câu 48 cô phát triển tương tự để cho các bạn rèn luyện. Rồi, tóm lại đây là một cái dạng dễ nha các bạn. Nó nằm ở cái mức độ cao thôi, chứ nó không quá khó, hoàn toàn có thể kiếm được điểm cho câu này.